Buông là buông lỏng, thả lỏng. Thư là thư giãn. Buông thư là sự thư giãn sâu và thả lỏng toàn thân thể của bạn. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh Thiền Hiên Dương. Nếu thấy những video chia sẻ của mình hữu ích, các bạn hãy bấm đăng ký Thiền Hiên Dương để ủng hộ mình nhé. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những điều cơ bản nhất về thiền buông thư. Thiền buông thư là một phương pháp rất hiệu quả trong trị liệu bệnh tật, mang tới sự bình an cho tâm trí, trải nghiệm hạnh phúc sâu sắc trong từng khoảnh khắc. Buông là buông lỏng, thả lỏng. Thư là thư giãn. Buông thư là sự thư giãn sâu và thả lỏng toàn thân thể của bạn. Bạn cứ tưởng tượng thân thể của bạn giống như một chiếc xe mà bạn đang thuê để sử dụng suốt cuộc đời này. Chiếc xe tuyệt đẹp, nhưng bạn không có quyền thay đổi chiếc xe đó. Đáng lẽ bạn nên quan tâm bảo dưỡng chiếc xe của mình, nhưng bạn lại ít khi chăm sóc. Thậm chí có người còn tự hủy hoại thân thể của mình bằng những thói quen tiêu cực. Nếu tiếp tục như vậy thì chiếc xe của bạn sẽ sớm ra đi. Bởi vậy, buông thư là bạn quay lại chăm sóc chiếc xe ấy, cũng chính là thân thể của bạn. Thực tập buông thư đơn giản là bạn nằm thả lỏng toàn thân, quan sát từng bộ phận trên cơ thể của mình, dành sự chú tâm hoàn toàn cho hơi thở, cho từng bộ phận trên thân của mình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói rằng, sự chú tâm là một món quà tuyệt vời. Món quà này khi tưới vào một cái cây sẽ giúp cây nở hoa và tỏa hương. Vì vậy, sự chú tâm vào từng bộ phận của thân thể, sống trọn vẹn từng phút giây hiện tại nơi thân thể, sẽ giúp bạn nâng cấp năng lượng, cân bằng thân thể và tâm trí của mình. Bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái và dòng năng lượng chữa lành đang lan tỏa khắp cơ thể của bạn. Nếu ai đó có nỗi đau tâm lý hay bệnh tật, thì thực hành buông thư thường xuyên, đều đặn sẽ giúp cơ thể tự chữa, cắt được cơn đau, phục hồi sức khỏe và tâm trí, chữa được hoàn toàn những bệnh kể cả như bệnh nan y, mãn tính. Chúng ta thường phạm phải một sai lầm là ta hay cố gắng làm tổn hại thân ta bởi những kỳ vọng vào hạnh phúc xa xôi trong tương lai. Ta không nhận ra rằng, ngay hiện tại này, nếu chú tâm trọn vẹn, ta có thể mỉm cười và hạnh phúc ngay hiện tại. Hoài vọng tương lai, trăn trở quá khứ chỉ khiến ta thêm bận rộn, tiêu cực, tâm mất cân bằng, tắc nghẽn, gây nên bệnh ở thân. Bạn là một trong số những người may mắn đã biết đến phương pháp thiền buông thư tuyệt vời, giúp trị liệu hoàn toàn, bảo vệ được chiếc xe trên suốt hành trình cuộc đời mình. Để thực tập thiền buông thư một cách hiệu quả nhất, các bạn hãy tìm kiếm Thiền Buông Thư tại kênh Thiền Hiên Dương để thực hành thường xuyên bạn nhé. Đây là lúc bạn trở về ngôi nhà của mình, an lạc, mỉm cười, tĩnh tại và hạnh phúc. Bạn đừng quên chia sẻ bài Thiền Buông Thư trên kênh Thiền Hiên Dương cho những người xung quanh để giúp họ khỏe mạnh hơn và yêu thương chính mình, hạnh phúc trọn vẹn. Và nếu thấy những chia sẻ của mình hữu ích, bạn đừng quên bấm đăng ký
Thiền Hiên Dương để mình có thêm động lực làm tiếp nhiều video nữa nhé. Biết ơn các bạn đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng Hiên Dương. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều yêu thương và hạnh phúc.